Xin chào mọi người, hôm nay mình lại bắt đầu thử thách thứ hai là đi xe máy một chân, xem mình đi xe máy bằng một chân như thế nào nhá các bạn nhá. Giờ mình sẽ nhờ bạn Đức với Hiếu quay cho mình. Nào Hiếu ơi, Hiếu với Đức quay hộ nhá. Rồi ok. Thắng quá. Đâu không? Cái nắng rồi. Mấy vòng rồi. Mọi người mà thấy hay thì cho một like và một đăng ký nhá, và một lượt chia sẻ cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.